Hello tất cả anh chị và các bạn lại đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình đi xử lý cái sự cố cho khách hàng là khi mà anh thay nước quá nhiều thì cá nó bị dính clo khiến cho con cá nó mệt, và đã có một con cá sam ra đi. Thì mình sẽ qua mình lắp cái bộ khử clo thay nước 100% cho anh, để sau này anh có thể thoải mái thay nước cũng như là không có sợ mà cá dính clo cũng như là chất lượng nước khi mà vào hồ nữa. Thì mời các chị và các bạn cùng xem quá trình mình lắp đặt cũng như là mình xả nước ra để mình vô nước 100% của cái hồ này nha các chị và các bạn. Thì đây là mình đang tua nhanh cái đoạn mà mình xử lý, là mình rút hết cái nước mà bị dính clo ra. Thì mời các chị và các bạn cùng xem cái quá trình mình lắp đặt coi nó như thế nào nha. Đây là cái đoạn mà mình đã tiến hành đặt cái bình khử nước vào cái góc cố định. Thì cái bình này có thể di chuyển tùm lum nha các anh chị và các bạn. Thì nó có 3 đầu. Cái đầu cấp nước nguồn vào, và cái đầu xả cặn là ở giữa, và cái đầu nước từ nguồn qua cái bộ lọc để đi ra ngoài hồ cá. Thì mình đang tiến hành mình lắp để cho nó hoạt động một cách thật là trơn tru như các anh chị các bạn.
Thì các anh chị và các bạn lưu ý giúp mình là khi mà mình set xong một cái lọc thì mình phải xả nước ra tầm 10 tới 15 phút tới nửa tiếng để cho nó ra hết cái cặn đó nha các anh chị và các bạn, ra hết cái nước đen nha, thì mình mới xài được. Thì sau khi mình đã xả ra hết thì mình sẽ tiến hành bỏ trực tiếp vào hồ nha. Thì đây là mình đang xả trực tiếp vào hồ. Sau khi mà mình xả xong full hết thì mình thấy cá nó vẫn ok, vẫn ổn, thì cái thần thái nó sẽ khỏe hơn cái lúc mà nó bị dính cái nước clo hồi nãy nha. Thì mình khuyên rất nhiều các bạn nào mà nuôi cá đó có điều kiện xíu thì mình nên đầu tư một cái bộ lọc khử nước dành riêng cho cái hồ cá của mình, cũng như là có thể mình sinh hoạt trong nhà luôn cũng được, thì nó sẽ tốt hơn đối với cái chú cá thân yêu của mình. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn vào những clip sau nha. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem hết clip.